chưa? Mấy thầy gia đồng á? 15 ngàn không á? Dành trắng treo sao mà nghe hờn hững, chị Hằng ơi có mua được nồi nửa đời thật và nửa đời lớn lừng kiếp trần ai con nắng nở dù tình đôi ta trái ngang vì nghịch cảnh nhưng anh vẫn trọn lòng và tha thiết cả một đời không thay đổi, bao tháng năm dài mình chung chân khối, hình bóng diễu kiều luôn ngự trị trong chuyện tình đôi ta, hoàn cảnh cách ngăn duyên kiếp bé bàng sẽ làm cho anh một đời đau khổ. Trong giấc ngủ đêm về mình sẽ tìm gặp lại trong mơ. Kể tiếp đi anh hai, em khóc rồi đó. Anh năm. Ủa lộn anh năm. Rồi mai mốt đây ta ở bên nhau tâm sự lúc. Đổi trao nhau những ân ái mặn nồng, rồi sáng hôm sau ta quay về chân để lại cảnh tơ trong thương nhớ trổ người cô đơn lang thang trong đêm tàn canh lung trăng cô đơn
nên trắng rung. Chân câu anh đã chờ tình em trong thiếu nợ duyên nợ trái ngang anh sẽ tàn hơi thở ôi mối tình đầu vì đồ đã lỡ em đã xa rồi tình chẳng nhạt phai ôm ấp mấy tháng ngày dài nhung nhớ duyên nợ ban đầu tình duyên đã lỡ nên bớt sóng ngân đã gian dở. Rồi sao nữa anh? Em ơi, dù trước dù sau em vẫn là người anh yêu muôn thuở. Đời của anh như chiếc lá vàng đang sợ gió cuối thu. Như chuyện tình hạ chức và ngữ mưa ngâu đó mà không có cầu ô tước. Bởi anh là kẻ chịu quá nhiều bạc có ngân hà mà chẳng có cầu duyên bên đời đò thuyền nên đò ngã vì bao tố trong đời lắm nỗi hỏi kẻ đang yêu sao trốn chạy của mình cuộc tình sao quá mong manh quay lưng quạnh mặt nở đang bóng.